Xin chào tất cả các em, rất vui được gặp lại các em trong video ngày hôm nay. Thầy là tưởng Chemistry, giáo viên bộ môn hóa học trung học phổ thông. Trong video lần này, thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn học sinh lớp 12 ôn thi trung học phổ thông quốc gia. Với nội dung đó là thầy sẽ tổng hợp một số câu lý thuyết quan trọng thường hay gặp trong đề thi trung học phổ thông quốc gia. Thì những câu hỏi ngày hôm nay thì đã, thầy đã trích ra từ các câu hỏi của cái đề thi trung học phổ thông quốc gia cũng như là đề tham khảo Uh, của các năm trước để cho các em uh, có một gọi là tiếp cận một cái đề uh, gần gũi hơn ha với những câu hỏi này thì uh, thầy mong rằng thì các em sẽ tiến tới những cái điểm 8 điểm 9 ha. đó là tương ứng về mã lý thuyết ha uh, còn để mà gọi là chính thức mình đạt được điểm 8 hoặc là điểm 9 hoặc là trên 9 thì rõ ràng thì các em cần phải làm tốt nữa các phần bài tập thì sau cái video ngày hôm nay À, tới ngày thứ sáu thầy sẽ ra những cái video bài tập ở dạng cơ bản theo từng chương. À, thầy phân loại theo từng chương có nghĩa à, ví dụ như chương ST những cái dạng bài tập nào để hay gặp ở mức độ cơ bản ha để cho các em à, đạt điểm 7 điểm 8. Sau đó sau là cái bài tập cơ bản thì thầy sẽ hướng dẫn cho các em những cái dạng bài tập cao hơn, khó hơn để cho chúng ta có thể là đạt điểm 9 điểm 10 trong cái đề thi trung học phổ thông quốc gia vào năm học này ha. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu video ngày hôm nay nha. Rồi bây giờ thì xin mời các em tập trung vào màn hình để chúng ta sẽ bắt đầu giải ha. Rồi câu số đầu tiên đó là câu số 21. Câu số 21 thì người ta cho là à, cho dung dịch BLH2 lần đến dư ha vào lần lượt các dung dịch sau số trường hợp thu được kết tủa ha số trường hợp thu được kết tủa thứ nhất đó là nehco 3 thì nếu bạn nào đã ôn tập các video lần trước rồi thì mình để quen quá quen với này ha ví dụ người ta cho CaOH hai lần cũng được ha CaOH hai lần cũng được đến dư vào cái nehco 3 thì nó cũng có kết tủa lý do là do OH trừ nó có trong cái bezer nó nó tác dụng với HCO3 trừ ha để tạo ra CO2 trừ cộng với nước sau đó cái CO2 trừ này nó mới kết hợp bari hai cộng ha CO2 trừ nó tạo ra là cái gì kết tủa bờ co 3 canxi nó cũng tương tự như vậy nha các em à, canxi nó cũng tương tự như vậy ha như vậy cái này là có nè còn ALCL3 á, thì có cảm giác là nó sẽ muốn sẽ có cái kết tủa keo trắng là ALOH3 lần ha. tại vì cho muối nhôm vào cái dung dịch kìm á tạo ra kết tủa AlOH3 lần kết tủa keo trắng nhưng mà bờ AOH hay là người ta cho dư thì cái kết tủa keo trắng này là bị tan ra luôn cho nên là không có có ha rồi đối với NaH4 thì nó là trường hợp khác trong này là có nhóm SO4 hai trừ luôn này cho nên nó tạo ra là bờ AO4 luôn lưu ý ha như vậy là nó có chắc chắn này à, NH4 Cl thì không có FeCl3 thì có ha có cái kết tủa nâu đỏ ha F -O H 3 lần. Đó kết tủa nâu đỏ kể luôn ha. Na2SO4 thì trả trắng rồi ha. na 3 bo 4 cũng thế ha, nó có kết tủa đó là Ba 3 bo 4 tất cả ba lần. kết à, tủa màu trắng ha. Như vậy có tất cả là à 1 này, 2 3 này, 4 5 cái kết tủa ha. Em chọn đáp án là D ha. Rồi, đối với những cái câu hỏi thế này các em cố gắng nắm vững những cái kiến thức nền tảng nha thì em mới làm tốt được ha rồi câu số 22 này à, thực hiện năm thí nghiệm sau uhm, người ta hỏi là gì đây. sau khi kết thúc các thí nghiệm số thí nghiệm thu được kẻ kết tủa và chất khí luôn có nghĩa là có đồng thời kết tủa về các chất khí ha rồi thí nghiệm a này có kết tủa gì em nhìn vô em thấy không đó bờ a với y đầu bốn thấy không Bờ a y đầu bốn kết tủa này đó có chất khí không đây này em à có hạ này bên này có CO2 nữa này như vậy là có khí CO2 chảy trắng luôn ha. Như vậy là thí nghiệm A là có. Thí nghiệm B là cho cái dung dịch NH4HCO3 vào bờ A à, oh hai lần. Thì ở đây nó có kết tủa gì đây? Đấy là cùng OH trừ HCO3 này. Đó nó tạo ra CO2 trừ. và kết hợp 3 thì tạo ra bờ ACCO3 kết tủa cộng. Hồng khí gì? Ừ, OH trừ thì gặp NH4 đó em. Nó tạo ra khí NH3 ha. Tạo ra khí nh ba Như vậy là thí nghiệm B được luôn ha. Rồi thí nghiệm C này, đun nóng nước cứng tạm thời thì lấy ví dụ như nước cứng tạm thời như là à, CEH CO2 hai lần đi. À, đó, non. À, người ta đun lên thì nó ra cái gì? Ra CE CO3 đúng không? Chính điều này làm mắc tính cứng cộng với gì? Cộng với nước này là cộng với khí CO2 ha. vậy cân bằng ở bên đây lên này. À, nó đầy từ cân bằng rồi. Như vậy là cũng có kết tủa, cũng có khí luôn. Như vậy C là được luôn ha. Rồi, À, cho D nhôm tác dụng với NaOH thì nó chỉ tạo ra chất khí thôi, chất khí để uh, hero chứ không có có kết tủa cho nên cái không có chọn ha. Rồi D uh, cho kim loại natri vào cái dung dịch CuSO4 cái này để đã quá quen rồi. Đầu tiên cho natri vào dung dịch thì nó sẽ phản ứng với nước đúng không? Để tạo ra khí hero này, đó. Sau đó NaOH nó cộng với CuSO4 thì tạo ra kết tủa màu xanh đó là CuOH2 như vậy thí nghiệm D để các em chọn như vậy có tất cả là mấy thí nghiệm 4 thí nghiệm ha các em chọn đáp án là C ha rồi câu tiếp theo là câu 23 à, cho cái phát biểu sau ha số phát biểu đúng số phát biểu đúng cho thực vật có chứa k 2 co 3 cũng là một loại phân kali cái này là chính xác ha à, có kali trong này đúng này điện phân cái dung dịch agno 3 thì thu được kim loại bạc ở cái tốt cái này là chính xác ha à, đây bạc là một cái kim loại yếu ha khi điện phân dung dịch thì nó sẽ sinh ra à, kim loại bạc này ở ke tốt hay là ở cực âm ha à, chính xác câu c nhỏ dung dịch hcl vào cái dung dịch ca hc 2 lần thì thu được khí co 2 cái này là chính xác luôn ha khi nhỏ từ từ dung dịch hcl vào cái ca hco lần thì sẽ thu được khí co 2 ha đó, đến đây này có H cộng, bên này có HCO3 trừ thu được khí CO2 rồi đúng luôn câu d là nhúng thanh kẽm vào cu 4 thì xảy ra ăn mòn điện hóa học cái này chính xác ha cái này những cái video lần trước thì thầy đã làm rất là kỹ rất là nhiều lần ha có đồng kẽm thì nhảy vào thì đồng nó sẽ là bị đẩy ra và bám vào cái thanh kẽm thì lúc đó là nó tạo ra một cặp điện cực kẽm với đồng về khi đó thì kẽm sẽ bắt đầu xảy ra ăn mòn điện hóa học như vậy là có bốn phát biểu đúng luôn ha. Đáp án ừ. là D. Rồi câu hỏi tiếp theo là câu hỏi số 24. Thực hiện các thí nghiệm sau. Người ta nói là sau khi kết thúc là số thí nghiệm sinh ra chất khí ha. Số thí nghiệm sinh ra chất khí nha. Đun nóng nước cứng tạm thời chắc chắn rồi sinh ra khí gì lúc nãy đó. Lúc nãy mình để viết rồi ha. Sinh ra khí gì? CO2 đúng không? CO2. Rồi chọn này. Câu B là điện phân dung dịch NaCl với điện cực trơ màng ngăn sốt. Cái này là sinh ra 2 khí luôn, khí hiro với khí clo ha. Cái này hôm trước thầy đã viết phương trình phản ứng cho các em rồi đó ha. Rồi. À, câu C là cho FOH 2 lần vào dung dịch H2SO4 đậm nóng. Đây là axit loại 2 nha các em. Loại 2 cho nên là sát 2 này nó nó sẽ tăng lên sắt 3. Mà khi sát tăng lên sắt 3 á, ở đây sát 2 tăng lên sắt 3 thì lưu huỳnh nó sẽ giảm. Nhờ cụ thể ở đây nó sẽ giảm về À, ở đây là cộng 6 này nó sẽ giảm về cộng 4 đó là khí SO2 ha. Nó, trường hợp này nó sẽ sinh ra khí SO2 nha các em. Đó, có trường hợp này ha, câu, câu C lại kèm chọn luôn cho thầy ha. Nếu chỗ này người ta cho FeOH3 lần thì không được, tại vì FeOH3 lần á thì lúc bây giờ là sắt nó đã hóa trị 3 rồi, nó không có tăng lên được nữa cho nên là lưu huỳnh nó cũng không có giảm được ha. Em chú ý cho thầy ha. Trường hợp này là người ta sẽ cho hợp chất sắt 2 hoặc là sắt lại được nha rồi nung nóng KMnO4 em biết rồi nung nóng KMnO4 là một cái phương pháp điều chế khí oxy trong phòng thí nghiệm ha cái này nó sinh ra khí oxy nha các em Đó. rồi câu e nhúng cái thanh kiểm vào cái hỗn hợp dung dịch hỗn hợp gồm co 4 và H24 loãng thì trong trường hợp này thì nó sẽ xảy ra ăn mòn điện hóa kẽm và dĩ nhiên là nó có trong này là có axit h 4 loãng nó sinh ra khí hydro ha sinh ra khí hydro À, như vậy là trường hợp này là các em chọn trường hợp trên đây các em chọn luôn ha. Như vậy có tất cả là mấy trường hợp các em? À, có tất cả là 5 trường hợp luôn ha. 5 trường hợp sinh ra chất khí luôn. Rồi câu tiếp theo là câu 25. Người ta hỏi mình là số phát biểu, à, phát biểu nào sau đây là sai. À, cho viên kiểm vào dung dịch HCl thì viên kiểm bị ăn mòn hóa học. Như vậy cái này là chính xác ha. Viên kiểm sẽ bị ăn mòn hóa học. Rồi quảng bô xích là nguyên liệu dùng để sản xuất nhôm chính xác luôn ha. Câu D là câu C là đố sắt trong khí clo dư thì thu được khí FeCl3 chính xác ha. Như vậy chắc chắn câu D là sai rồi. Tính khử của bạc thì mạnh hơn tính khử của đồng. Cái này là ta à, à, à nghĩ rằng tuy rằng nó xếp vào câu hỏi khó nhưng mà thực ra là nó rất là đơn giản ha. À, bạc thì nó yếu hơn đồng chứ sao là mạnh được ha. Nó sai từ này. Rồi câu tiếp theo là câu 26. À, người ta cho các phát biểu sau số nhận xét đúng ha. Số nhận xét đúng hỗn hợp Na và al 2 3 tỷ lệ mol 23 tương ứng tan hết trong nước cái này hôm trước thầy để hướng dẫn cho các em rất là dễ dàng rồi ha natri là 2 mol này nhôm á, em à al 2 3 tỷ lệ 3 3 có nghĩa là nhân 2 lên cho nên al của mình đó, nó bằng là tới 6 lắm. như vậy số mol của nhôm uh, nó lớn hơn số mol của Na cho nên lại không bao giờ tan hết cả al 2 3 chắc chắn nó còn dư ha người ta nói tan hết là nó bị sai ha số so hết biểu thống thì cái này là bị sai rồi đun nóng à cái này lại luôn nha, bỏ chữ g đi. đun nóng dung dịch Ca HCO3, cái này là hai lần ha, cái này là do thầy đánh máy nó bị nhầm ha. đun nóng dung dịch hco 3 hai lần có xuất hiện kết tủa, Chắc chắn rồi nó có có kết tủa là CaCO3 kết tủa ha. À rồi, như vậy các em chọn ha, phép biểu này là phép biểu đúng ha. Câu 3 đó là phèn chua sự được sử dụng để làm nước uh, trong nước độc, cái này chính xác luôn. Câu 4 đó là kim loại đồng oxy hóa được cái à, Fe3+. À, kim loại đồng thì không thể gọi là oxy hóa được, mình phải gọi là gì cái à nó phải gọi là khử được ha. Khử được Fe3+ trong dung dịch như vậy phát biểu 4 là sai ha. Phát biểu 5 là miếng gan để trong không khí ẩm thì sẽ ra ăn mòn điện hóa. Gan lại gồm hợp kim gồm có sắt với carbon. Như vậy đó là có một cái cặp điện cực sắt với carbon để trong không khí ẩm này có hơi nước á à còn gọi là môi trường chất điện ly á thì nó xảy ra ăn mòn điện hóa là chính xác ha. Ý số 5 là đúng ha. Như vậy mình có phát biểu đúng là 2 3 và 5. 2 3 về 5 thì em chọn đáp án là A ha. Các em lưu ý là ở phát biểu số 2 thì các em sửa lại cho nó đúng chính tả giúp thầy ha. Rồi câu tiếp theo là câu 27. À phát biểu nào sau đây đúng ha? Người ta hỏi phát biểu đúng. À câu A là nhiệt độ nóng chảy của von ram thấp hơn nhiệt độ nóng chảy của von ram lại vô địch rồi không có thấp hơn đứa nào cả ha. Rồi câu B là ở nhiệt độ thường CO là khử được K2O, CO chỉ khử được những cái oxit kim loại đứng sau nhôm ha, từ kiểm trở về sau nha. Rồi. Câu C là cho kiểm vào dung dịch Cu nổ qua hai lần xảy ra ăn mòn điện hóa, cái này là chính xác ha. Rồi, cái này là chính xác, các em chọn đáp án C rồi. Câu D là kim loại sắt thì không tác dụng với H2 bốn đạn nóng, chỉ không tác dụng với H2 bốn đạn nguội thôi hả các okay. em. Rồi, tiếp tục câu 28 này. Rồi, thực hiện các thí nghiệm sau à, người ta hỏi là gì đây khi phản ứng trong các thí nghiệm kết thúc à, có bao nhiêu thí nghiệm không ha? không thu được chất rắn nha người ta hỏi là không thu được nha rồi câu a đó là cho hỗn hợp gồm bờ A và L tỷ lệ mol là một hai vào nước dư ừ, người ta nói là không thu được chất rắn thì trong này thầy thấy rằng bari thì nếu khi gặp nước nó sẽ tan hết vào nước để nó biến thành cái gì bờ AOH hai lần đúng không để biến thành bờ AOH hai lần nhưng mà còn kim loại nhôm nó ở trạng đang tạo thấy rắn nó có tan hết hay không à, nếu nó tan hết thì mình gọi là nó không thu được chất rắn còn nếu mà nó tan còn À, nó tan mà chưa hết á thì nó sẽ sau phản ứng là nó có chất rắn à, Các em lưu ý người ta nói là có bao nhiêu thí nghiệm là không có thu được chất rắn ở sau khi phản ứng như vậy mình cũng tương đồng với câu hỏi trong trường hợp này là nhôm có tan hết hay không bây giờ mình cần phải xét nhôm có tan hết hay không ha rồi à, mình cũng sẽ làm tương tự như Na lúc nãy ha nhôm của mình là tỷ lệ là 2 này nó số mol của nhôm của mình là 2 này. rồi số mol của nhôm bằng hai Bây giờ số mol của bờ A của mình á, số mol bờ A hai lần hay tương ứng là số mol bờ A của mình đó là một. Mà em hình dung mà lúc nãy thầy làm là NaOH thì hay nói cách khác là thầy làm tương ứng với những cái bazơ này, những cái bazơ NaOH thì nó có một nhóm OH. Thì trong bây giờ để bờ A hai lần nó có tới hai nhóm OH hay nói cách khác là nó tương đồng số mol của OH trừ của mình á, nó sẽ bằng là gì đây các em à, số mol OH trừ của mình bằng hai hay nó cách khác nó cũng tương đồng với NaOH là 2 mol. À, lưu ý như vậy em làm đối với bari thì em phải hết sức lưu ý cho thầy ha. À, nhưng lúc nãy mình làm natri thì nó nó đơn giản tại vì NaOH có một natri có một NaOH luôn. Còn bây giờ bari cứ có một bari nó có hai OH trừ là như vậy em phải lấy số mol của bari em nhân hai lên để ra số mol OH trừ là hai sau đó em xét. Như vậy số mol OH trừ của mình là hai. để số mol mòn... À, của nhôm của mình là bằng hai luôn như vậy là cái này là nó bằng vậy là khi nào nó tan hết như vậy khi là số mol của nhôm là sao đấy hơn hoặc bằng số mol của OH OH trừ số mol của AOH OH trừ nếu trường hợp của NaOH nó bằng luôn số mol của Na luôn đó cho nên lúc nãy mà à, hoặc là video hôm trước thầy làm đối với natri á thầy nói là à, so sánh giữa mol nhôm với natri còn bây giờ họ cho bari thì các em lưu ý phải linh hoạt lên ha hay nói cách khác là so sánh giữa cái hai lần số mol bari cho thầy à, em em chú ý cho thầy tại vì trong một bari nó sinh ra tới hai OH trừ ha em chú ý cho thầy như vậy trường hợp này là nó tan hết phải không các em như vậy là nó tan hết thì sao phản ứng thì không có có chất rắn như vậy là các em chọn được rồi ha đáp án a ở cái phép biểu a này được này rồi phép biểu b này cho hỗn hợp gồm cái cu và fe3o4 tỷ lệ mol 1:1 vào dung dịch hcl dư HCL dư thì không có tác dụng với Cu nhưng mà nhưng mà khi HCl nó gặp Fe3O4 thì Fe3O4 nó sẽ bị hòa tan nha các em à, bị hòa tan ra cái gì này thầy, thầy viết phương trình phản ứng đây Fe3O4 thì gồm như gồm FeO với Fe2O3 à, thầy viết ra như thế này cho các em hình dung đơn giản hơn ha nó sinh ra đó là fe 2 fecl 2 cái này là fecl 3 Đó, cộng với 2O thôi rồi cái này mình cân bằng lên đây là 2 rồi À, số mol của fe 4 người ta cho một mol đúng không một mol tương ứng là FeO1 này fe 2 o 3 cũng là một mol luôn này đó cái này là một này. cái này cũng là một như vậy FeCl2 là một và FeCl3 là gì là hai mol à, bây giờ à, sau khi mà um, fe 3 o 4 bị hòa tan biến thành muối sắt hai muối sắt ba rồi đó thì bây giờ là cu à, còn cu thì sao CU nó sẽ phản ứng được với muối sạ 3. Đúng không các em? Nó không tác dụng với muối sạ 2, em bỏ đi. Nó sẽ tác dụng với muối sạ 3 nhưng mà tác dụng có hết hay không? Hít CU người ta là cho một mol. À, CU cho một mol như vậy nó phản ứng với muối sạ 3 có hết hay không? Trong khi đó là muối sạ ba của mình là hai mol. À, em, chú ý trường hợp này nè, nếu bạn nào khá thì các em sẽ áp dụng định luật bảo toàn electron còn không là các em sẽ viết phương trình ra cái này thì chắc có lẽ thầy sử dụng bảo toàn electron cho nó nhanh nha. Khi phản ứng này á, số mol của um, Fe3+ này nó sẽ giảm xuống Fe2+, nó sẽ biến sắc 3 về sắc 2. Như vậy là nó nó trên lệch lại 1 đơn vị ha, 3 về 2 trên là 1 đơn vị. Hay nói cách khác là nó nhận 1 electron. Em lấy 2 mol của nó nhân 1 e. Rồi em so sánh với đồng. Khi đồng phản ứng thì số số siêu hóa của đồng sẽ tăng từ 0 tăng lên dương 2 như vậy em lấy là một nhân cho hai trên lệch hai đơn vị em không lên hai là nó sẽ nhường hai đích trong ha à, hai nhân một thì bằng lại một nhân hai như vậy là phản ứng này nó hòa tan đồng luôn có nghĩa là đồng nó sẽ tác dụng vừa đủ với muối sạc ba để biến thành muối sạc hai và muối đồng thì nó tan hết trong dung dịch luôn đúng không như vậy là phản ứng b này là các em cũng chọn luôn ha sau phản ứng là nó không còn chắc rắn các em lưu ý ha. Thầy nghĩ nó cũng tương đối là phức tạp chứ không phải là dễ ha. Rồi IC. Này. IC mà khi người ta cho bari à, bari về NH4HCO3 này vào nước thì nó có tan hết hay không ha. Rồi, chắc có lẽ thầy xuống dòng bên này thầy làm cho các em dễ hình dung. Rồi, bari khi vào nước thì nó sao? À, nó biến thành à, dĩ nhiên là nó tan hết để biến thành bờ, bờ aoh 2 lần. Sau khi BAOH2 lần em nhìn thấy em thấy không? sau khi hình thành bờ ao2 lần thì nó gặp ở đây nó là gặp cái ion hCO2 tr- à, OH trừ gặp hCO3 thì chỉ biến thành CO 32 tr- mà CO 32 trừ thì nó sẽ gặp xe bờ2 cộng để biến thành kết tủa là gì bờ 3 như vậy là vô tình đầu tiên đó là ba tan ra muối NH4 HCO3 tan ra sau đó là tự nhiên nó hình thành cái kết tủa là bờ aco như vậy cái này là sau phản ứng là nó có kết tủa, có chất rắn cho nên là các em không có chọn ha. các em chú ý ha. Rồi, trường hợp tiếp theo là trường hợp D. Trường hợp D là người ta cho cái gì? Cho hỗn hợp gồm có Cu và NaNO3 Na, Na, tỷ lệ mon tương ứng là 1 hai vào cái axit HCl dư. Cái phản ứng này thầy nghĩ nó tương đối phức tạp á. Cu thì không có tan trong nước được ha. Như vậy là mình viết Cu. Nhưng mà trong này là có NaNO3 Na, 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 thì nó tan vào dung dịch À, tạo ra cái ion NO3 trừ à, tạo ra ion NO3 trừ mà trong này có HCl hay nói cách khác là có ion H cộng thì nó tạo ra một cái môi trường giống như axit HNO3 vậy giống như axit HNO3 lãng như vậy lúc bây giờ nó sẽ sinh ra là gì nó sẽ hòa tan đồng nhưng mà không biết có hòa tan hết hay không tạo ra Cu2 cộng cộng với khí NO à, thì tạo ra khí NO tại vì trong này trong dung dịch thì chắc chắn là lãng rồi cộng với gì H2 o bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các em cân bằng phấn này để xét tỷ lệ mol xem thử là Cu có tàn hết hay không ha. À, đồng ở đây là từ 0 lại tăng lên dương 2 này đúng không? Như vậy trên lượt hai đơn vị các em nhân vào NO là 2. Ở đây nitơ ở đây cộng 5 này. Ở đây tạo ra NO2 là cộng 2 đúng không? Trên lệch 3 đơn vị ra thêm vào đồng là 3. Như vậy ở sau 3 đồng thì ở trước phải 3 đồng ha. À, sau đó các em tính à, uh, nitơ này, nitơ ở đằng sau 2 nitơ như vậy trước này nhân 2. Rồi bây giờ tính h cộng cho thầy ha. Bây giờ mình tính điện tích nè. À, thầy gồm cái số siêu hóa đi cho nó gọn nha. Rồi đấy, gồm số siêu hóa đi. Rồi. Bây giờ mình tính tới điện tích Điện tích của đồng á em, em thấy không? À, 3 x 2 là, 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 là 6 cộng đúng không? 6 cộng mà ở bên đằng trước này là 2 trừ giống như vậy ở đây là phải nhân 8 ha. 8 cộng với 2 trừ là thành 6 cộng ha. Như vậy là điện tích mình để xong luôn. Thì gồm đi cho nó gọn luôn. Rồi, à, tiếp theo là tới H2O thì ở đây là sẽ là 4 H2O bây giờ quan trọng này quan trọng là người ta cho mon đồng của mình là một mon này. Đó. về mon của NO3 trừ trong NO3 là hai mon này. Đó. quan trọng là đồng có tan hết hay không thôi đó. theo phản ứng là cứ ba đồng là tác dụng với hai n NO3 trừ đúng không? Mà trong khi đó là số mol của NO3 trừ là hai mol, giả sử NO3 trừ của mình là hai mol thì đồng phản ứng là phải mấy mol kem? phải đồng phải ứng phải là 3 mol mà trong khi đồng người ta cho có một mol hay nói cách khác là đồng chắc chắn là phải hết đúng không ừ, hát cộng là người ta cho dư rồi là thoải mái rồi này đó như vậy no trừ của mình là hai mol là sẽ hòa tan được tối đa của đồng của mình là 3 mol à, hòa tan tối đa 3 mol trong khi đó đồng người ta cho mình có một mol thôi như vậy chắc chắn trong phản ứng này là đồng sẽ hết ha đồng phải, sẽ hết thì cái này là không thu được chất rắn đúng không à, mình chỉ suy xét tới chắc chắn là đồng thôi mà như vậy là cái này là mình chọn được ha nó không thu được chắc chắn nha rồi tiếp theo là ý e này cho hỗn hợp gồm BaCO3 BaCO3 vào KHSO4 vào vào nước dư thì KHSO4 vào nước dư thì nó sẽ tan ra ha nó sẽ tan ra là thành K cộng này H cộng này SO4 2 trừ này đó, SO4 2 trừ à, sau khi BaCO3 bỏ vào có BaSO3 nó là chắc rắn thì thì em nhìn thấy rằng H cộng nó sẽ hòa tan ra hòa tan ra nhưng mà khi hòa tan ra nó tạo ra um, Ba2 cộng khí CO2 với nước thì có Ba2 cộng bên này là em thấy không Ba2 cộng đây rồi có SO4 hai trừ thì nó sẽ hình thành một cái kết tủa là gì à, kết tủa BaSO4 oh, oh, kết tủa lại như vậy là vô tình nó tiếp tục hình thành thêm một cái kết tủa nữa ha à, đầu tiên aco 3 bị tan ra nhưng mà sau đó lại trong quá trình nó tan ra thì nó hình thành đồng thời với đó là kết tủa bờ A, A, A bờ 4. thì lúc bây giờ là nó có kết tủa à, như vậy là sau phản ứng là nó nó gọi là nó có chất rắn thì các em không có chọn ha như vậy thì đánh giá ba tập này là tương đối khó khăn cho các em ha như vậy mình có một cái thí nghiệm D này rồi ờ, thí nghiệm B và thí nghiệm A thì nó không có thu được chất rắn đúng không như vậy các em chọn đáp án là ba đúng không À, như vậy các em chọn đáp án là C ha. Rồi câu 29 này, à, tiến hành thí nghiệm sau. À, người ta hỏi là số thí nghiệm xảy ra sự ăn mòn, à, ăn mòn hóa học ha. Số thí nghiệm chỉ nha, chỉ xảy ra ăn mòn hóa học, có nghĩa là không có sự ăn mòn điện hóa, chỉ có ăn mòn hóa học thôi ha. Rồi, câu A đó là nhúng thanh đồng nguyên chất ha vào cái dung dịch FeCl3 thì cái này để phản ứng bình thường giữa đồng với FeCl3 biến thành FeCl2 cộng với muối đồng ha như vậy là chỉ có ăn mòn à, hóa học của đồng thôi à, đồng sẽ bị ăn mòn hóa học rồi câu b đó là cắt miếng sắt tay tráng thiết. cái này là hôm trước mình để gặp một lần để trong không khí ẩm khi cắt cái miếng sắt tay tráng thiết thì lúc bây giờ nó sẽ tạo ra một cái cặp điện cực sắt với thiết. thì để trong không khí ẩm nữa thì sắt sẽ bị ăn mòn điện hóa ha như vậy câu b này các em không có chọn ha câu c đó là nhúng thanh kiểm vào cái dung dịch h 24 loãng có nhỏ và giỏ siêu quý 4 thì lúc bây giờ là rất là rõ ràng là nó có ăn mòn điều hóa kiểm rồi tại vì có cái cặp điện cực là à, với đồng tại vì trong phản ứng này thì kiểm sẽ đẩy đồng ra ha câu d đó là quấn sợi dây đồng vào cái đinh sắt như vậy là cái này là tiếp xúc giữa đồng với sắt rồi rồi nhúng vào cốt nước muối như vậy là có sự ăn mòn điều hóa ở đây ha như vậy là các em không có chọn chỉ có một cái thí nghiệm thôi các em chọn đáp án là d ha rồi câu tiếp theo là câu 30 này thực hiện cái thí nghiệm sau ha Người ta hỏi là số thí nghiệm sinh ra chất khí ha. À, nung nóng nộ 32 lần cái này là các em cần phải ôn tập lại kiến thức lớp 11 ha. Ra CuO này, NO2 à, cộng với khí oxy này. Rồi tiếp theo là thí nghiệm B này, người ta cho FeOH2 lần vào cái dung dịch H2SO4 đạn nóng như tại vì h 2 4 đạn nóng đó là axit loại 2 này sạc đây là là sát 2 thì xác nó sẽ tăng lên sạc 3 đúng không sạc tăng lên sạc 3 thì lưu huỳnh nó sẽ giảm tương tự như lúc nãy mình, mình cũng đã gặp một câu á. nó sẽ sinh ra khí SO2 nha các em như vậy cái này là có chất khí luôn ha hai chất ha rồi A với B đều được ha rồi câu phát biểu C này à, sụp khí CO2 và dung dịch à, lần dư thì lúc bây giờ thì nó sinh ra kết tủa CaSO3 chứ không có có khí gì hết ha rồi câu D đó là K2SO4 này À, vào cái dung dịch na 2 co 3 2 KH4 thì giống như axit sulfuric vậy em vào cái NaCl3 thì nó tạo ra kết tủa lại à, chất khí là CO2 ha rồi câu E đó là à, cho dung dịch FeNO3 hai lần vào dung dịch HCl loãng ở đây là đây là một cái thí nghiệm rất là kín luôn nha ở đây là có sát 2 này em hai cộng này có NO3 trừ này đó. có H, có H cộng của axit clohydric đây giống như là axit HNO3 vậy em về HNO3 là axit loại 2 axit loại 2 thì sắc 2 nó sẽ tăng lên sắc 3 đó, tăng lên sắc 3 thì nitơ nó sẽ giảm với trong trường hợp này là dung dịch lãng cho nên là sinh ra khí NO nha các em đó, sinh ra khí NO có luôn cái thí nghiệm E này thầy đánh giá là một cái thí nghiệm rất là khó và có thể là nhiều em bỏ qua cái thí nghiệm này ha câu g đó là cho đinh sắt vào dung dịch H2O4 loãng chắc chắn rồi sinh ra khí hydro ha như vậy có tất cả là 5 thí nghiệm sinh ra khí ha. Các em chọn đáp án là B cho thầy ha. Rồi câu tiếp theo là câu 31, người ta hỏi là số phát biểu đúng ha, số phát biểu đúng. Câu A là sục khí CO2 dư vào NaLO2 xuất hiện kết tủa trắng đúng rồi chính xác, kết tủa đó là AlOH3 lần. À, 3 lần nó chỉ, 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 tan trong cái môi trường base mạnh và axit mạnh thôi. Còn CO2 nó tạo ra môi trường axit yếu cho nên không bị tan nha. Rồi câu B là nhỏ BAHCO3 2 lần một vào cái dung dịch uh, k KHSO4 thì thu được kết tủa trắng và có khí thoát ra kết tủa trắng là BAHSO4 đó các em. BAHSO4 còn có khí thoát ra đó là khí CO2 ha. Cái này là chính xác ha. Như vậy cả hai cái thí nghiệm à, phát biểu này đều là đúng ha. Ý C đó là dung dịch NA2CO3 làm mềm được nước cứng toàn phần chính xác luôn. À, câu D là thạch cao nung dùng để nặng tường bó bột gãy xương chính xác ha. Câu E đó là hợp kim li ti nhôm siêu nhị được dùng cho kỹ thuật hàng không chính xác. Như vậy có tất cả là 5 phát biểu đúng luôn. Đáp án C ha. Câu 31 là thí nghiệm nào sau đây là ăn mòn điện hóa. Cái này là câu hỏi rất là quen rồi ha. A là không có ha. Đốt dây may nhê là không có. Ha. Câu B là nhúng kiểm vào cái dung dịch rồi. Cái này mình đã làm nhiều lần rồi. À, các em sẽ tiếp tục phân tích thí nghiệm C với D nha à, câu 33 người ta hỏi mình là số thí nghiệm thu được kết tủa ha số thí nghiệm thu được kết tủa à, câu A đó là sục khí CO2 vào NaOH thì vào NaOH thì dư thì nó không có thu được cái cái kết tủa gì cả nếu cái này là đổi lại CaOH hai lần thì được ha hoặc là BaOH hai lần thì được câu A là không có chọn ha Ý B đó là cho đồng vào cái FeCl3 dư thì lúc bây giờ nó sinh ra là muối đồng Cl2 với lại FeCl2 thôi, đâu có kết tủa gì đâu. À, câu C đó là HCl vào cái Na2LO2 thì lúc bây giờ thì cảm giác là nó thu được kết tủa AlOH bài lần, nhưng mà à, à, nếu nếu HCl ở đây là dư thì kết tủa nó sẽ bị tan ra. Còn trong trường hợp này người ta cho NaLO2 dư cho nên nó thu được kết tủa là AlOH3 lần ha. Nhớ cho thầy ha, chỉ cần đổi chữ dư à, bên NaLO2 đổi sang cái HCl dư thì kết tủa nó bị tan ra nha. Như vậy cái này là chính xác nha. Như vậy cái này là phép biểu này là thu được kết tủa ha. À, câu D đó là cho FeNO3 2 lần vào AgNO3 dư. Đây là muối sắt hai đúng không? muối sắc 2 cộng với cộng với muối bạc này kia muối xa 2 cộng với muối bạc thì thu được kết tủa bạc thôi chắc chắn luôn ha à, như vậy ta thu được kết tủa à, cái phát biểu D cái thí nghiệm E đó là cho dung dịch NaHCOA à, vào cái CaOH2 lần chắc chắn rồi cái này là mình để làm nhiều lần ha tạo ra CaCO3 ha thì nói lại đó là cơ chế phản ứng đó là ion HCO3 trừ này nó cộng với OH trừ nó biến thành CO3 2 trừ sau đó CO3 2 trừ kết hợp với Ce2 cộng để tạo ra ceco 3 ha thí nghiệm E là có kết tủa ha như vậy có tất cả là mấy thí nghiệm có kết tủa kì okay. à, có tất cả là ba thí nghiệm ha em chọn à, đáp án đó là B ha rồi câu tiếp theo là câu 34 này à, cho các phép biểu sau số phép biểu đúng ha OA là điện phân dung dịch NaCl điện cực trơ thu được À, khí hero ở cái tốt chính xác ha cái này hôm trước thầy đã phát, à, hướng dẫn cho các em rồi đó, ha câu b đó là cho co dư qua hỗn hợp al 2 o ba về CuO đun nóng thì thu được nhôm về đồng cái này là không thể thu được nhôm như các em tại vì khí co nó chỉ khử được những cái oxy kim loại đứng sau nhôm thôi từ nhôm trở về trước hoặc là không có được ha cho nên chỗ này phải đôi lại cái này là l 2 o ba thì đúng ha l 2 o ba thì đúng rồi câu b là sai ha câu c nhúng thanh kiểm vào dung dịch chứa cái này xuất hiện ăn màu điện hóa cái này là chính xác rồi làm nhiều lần lắm rồi ha câu D là cho kim loại à, kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất là thủy ngân chính xác kim loại dẫn điện tốt nhất là bạc chính xác ha câu E à, cho dung dịch AgNO3 dư vào FeCl2 thì thu được chất rắn gồm Ag Ag là chính xác thôi tại vì trong này có muối sắt hai này các em muối sắt hai này À, FE2 cộng, cộng với AG cộng thì lúc bây giờ nó sẽ biến thành AG cộng với muối sạc 3 ha về AGCL kết tủa chính xác luôn tại vì AG nổ ban người ta cho dư mà AG cộng này nó sẽ kết hợp với CL trừ bên này tạo ra AGCL cái này là chính xác ha như vậy có tất cả là bốn phát biểu đúng nha các em chọn kết quả là C ha câu 35 tiến hành các thí nghiệm sau người ta hỏi là uh, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn số thí nghiệm thu được dung dịch chứa một muối ha cái này phải khẳng định cho các em lại nó là chứa một muối thôi à, các em phải hết sức chú ý điều này ha rồi câu a này cho CU dư vào cái uh, FeNO 3 lần thì lúc bây giờ nó sẽ biến thành gì CuNO 3 hai lần à, cộng với gì FeNO 3 hai lần à, như vậy lúc bây giờ nó sinh, sinh ra được là hai muối rồi ha như vậy là có hai muối là người ta yêu cầu mình là tìm một muối thôi như vậy là các em không có chọn A ha chọn B là cho CO2 dư vào NaOH thì lúc bây giờ CO2 dư nghe tạo ra muối duy nhất đó là muối NaHCO3 như vậy là cái câu B là được này câu C cho Na2CO3 vào cái dung dịch CaHCO3 2 lần theo tỷ lệ mol là 11 nên cái này chắc thầy phân tích ra cho các em dễ hình dung ha rồi tỷ lệ 11 ha một mol một mol một à, mol thầy ghi số 1 thôi thì ở bên này là N, nó sẽ hình thành ra lên 2 Na+ đúng không? 2 Na+ cộng. cộng cho CO3 2- rồi cái bên này á, nó sẽ hình thành ra đó là Ca2+ ha. 1 C, cái này là 2 này, cái đây là 1 nè, cái này là 1. Rồi nó sẽ hình thành ra là 2 HCO2, 2 HCO3-. Cái này là 2 mol luôn. Đó. Rồi, như vậy trong trường hợp này thì sẽ như thế nào? Cái CO3 2- này nó sẽ kết hợp với Ca2+ cộng này nó sẽ biến thành cái gì à, nó sẽ biến thành gì CaCO O3 về tương ứng một mol luôn về cái này là hình thành ra kết tủa ha à, như vậy trong dung dịch của mình là chỉ còn là hai à, 2 là 2 mol Na cộng về 2 mol HCO3 trừ thì nó sẽ hình thành ra chắc là Na HCO3 trừ cái này là 2 mol như vậy của mình là trong dung dịch của mình chỉ còn lại một cái chất duy nhất đó là Na 3 đúng không đó như vậy cái này nó nó, nó phải phụ thuộc vô cái tỷ lệ mon nữa nha các em chỉ cần thay đổi tỷ lệ mon này thì có thể là nó sẽ à, có thêm những cái muối khác nữa em lưu ý cho thầy ha trường hợp này thì cái ce 2 cộng nó vừa kích tủa vừa hết với ce co hai trừ cho nên là nó không còn muối của canxi em lưu ý điều này cho thầy ha như vậy nó chỉ sau phản ứng nên chỉ còn lại là hai mon muối nữa co ba như vậy là một muối thôi như vậy em chọn đáp án c là uh, uh, có ý c là được ha rồi cái ý đề là cho bột sắt dư vào cái dung dịch FeCl3 thì dĩ nhiên là tạo ra một cái muối duy nhất đó là FeCl2 về sắt dư cho nên là FeCl3 nó hết nếu mà FeCl3 nó còn là nó hai muối đúng không nhưng mà bên này đã cho sắt dư như vậy là FeCl3 nó hết như vậy tạo đây chỉ có muối FeCl2 các em chọn được luôn ha rồi câu E này cho bờ AO với L2O3 tỷ lệ 1:1 vào nước dư cái này là hôm nãy là thầy đã share cho các em rồi ha bờ a thì tương ứng một mol này a l hai o ba tương ứng một mol thì lúc bây giờ nhôm của mình ha nhôm của mình cái 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 nguyên tố nhôm của mình là một mol ha à hai mol nguyên tố nhôm của mình là hai mol còn bờ a bờ của mình nó sẽ một mol thì tương ứng bờ a hai lần của mình nó sẽ là mấy mol kem à nó sẽ là một mol rồi một mol thì tương ứng đây này À, một mol mà OH trừ của mình hai như vậy là số mol OH trừ của mình đó, nó tương ứng của mình là hai mol nhôm hai mol về OH trừ của mình là 2 mol như vậy là nhôm nó tan vừa hết luôn cái này gọi là vừa đủ luôn ha vừa đủ luôn về cái hợp chất mà nó hình thành ra chính là cái hợp chất là BaLO2 trừ à, BaLO2 LO2 là quá trị 1 cho nên tất cả là là hai lần về tương ứng cái chất này hình thành ra là là một mol như vậy cái này lại có một chất duy nhất ha E để các em chọn luôn ha. Rồi câu G, câu G là người ta cho Fe 3 với Cu theo tỷ lệ mol 11 vào HCl dư. Rồi nó cũng tương tự vậy ha. À, sắc 3 của mình á Fe thầy chẳng thầy làm nhanh chỗ đây thầy dùng cái phương pháp bảo thần E cho nó nhanh ha. Fe3 cộng của mình nó sẽ là hai mol ha, tại vì trong này có chứa 2 sắc. Còn Cu của mình nó sẽ là 1 mol. Tại vì FE3 cộng đầu tiên là trong cái FE2 O3 nó sẽ tan trong cái HCl để biến thành FE3 cộng tương ứng là 2 mol ha tại vì trong này có hai sắt 3 là. Ừ. Rồi sau sau đó thì đồng nó sẽ tác dụng với muối sắt 3. À, muối sắt 3. À, về xem thử là nó có tạo ra một muối duy nhất hay không ha. À, mà đồng cộng với muối sắt 3 thì thì chắc chắn rồi nó sẽ sinh ra muối sắt 2 cộng với gì? Cộng với muối đồng. Chứ làm sao mà hết được? Phải không các em? À, không thể mà có một muối duy nhất được nó chắc chắn nó sẽ hình thành ra muối xạ hai về muối à, về muối đồng như vậy là có phải tối thiểu là hai muối rồi như vậy cái này là các em không có chọn câu g được nha như vậy cái đối với câu này thì có bao nhiêu trường hợp thu được một muối này à, có bốn trường hợp đó là b c d và e ha có bốn trường hợp các em chọn đáp án là c ha rồi tiếp theo là câu 36 này cho các phép biểu sau này. rồi người ta yêu cầu hỏi mình là số phép biểu đúng này cái đáp án a à, cái phép biểu a là cho khí hydro dư vào cái hỗn hợp bột sắt à, ba oxit về đồng hai oxit thì thu được sắt về đồng cái này là chính xác tại vì sắt về đồng đứng sau nhôm thì hydro khử bình thường ha a là đúng rồi này câu b là cho kim loại bari tác dụng với dung dịch cuso 4 thì thu được kim loại đồng không bao giờ thu được đồng ha bari không có thể đáy đồng được tại vì bari vào dung dịch thì tác dụng với nước mất rồi à cái phép biểu b là sai ha cái biểu c này cho AgNO3 tác dụng với dung dịch e, FeCl3 thì thu được kim là bạc. Đây là muối bạc tác dụng với muối đây là muối sắt ba mà à, muối bạc không thể tác dụng với muối sắt ba để biến thành bạc được. Nếu muối sắt hai thì được ha, muối sắt hai thì được nha. Như vậy cái này là không thể thu được bạc được mà nó thu được AgCl thì được ha. Còn bạc thì không có thu được nha. Câu D để gan trong không khí ẩm lâu ngày có ăn mòn điện hóa cái này là lúc nãy mình để làm có ha gan là gồm hợp kim sắt với carbon á. rồi câu e là dùng bộ lưu huỳnh để xử lý thủy ngăn khi nhiệt kế bị vỡ chính xác tại vì thủy ngăn á, nó rất là đột để khi gặp bộ lưu huỳnh ở điều kiện bình thường luôn nó tạo ra muối hgs cho nên người ta dùng bộ lưu huỳnh để xử lý thủy ngăn ha như vậy là câu e là chính xác như vậy có tất cả là ba phát biểu đúng ha đáp án là c như vậy vừa rồi thầy đã hướng dẫn à, à, cho các em ở khoảng cũng gần 20 câu À, trắc nghiệm liên quan tới tổng hợp hóa học vô cơ những câu hỏi này là những câu hỏi đã gặp trong cái đề thi trung học phổ thông quốc gia những năm trước thì hy vọng uh, video vừa rồi uh, sẽ giúp cho các em gọi là uh, cải thiện phần nào cái kiến thức phần tổng hợp của hóa học vô cơ uh, trong cái uh, trong cái nội dung phần lý thuyết còn có một cái loại cái, một cái dạng nữa mà thầy chưa ôn tập cho các em đó là cái dạng uh, phần lý thuyết nhưng mà liên quan tới sơ đồ chuỗi phản ứng ha như vậy là những video tiếp theo thì thầy sẽ ưu tiên làm bài tập để có thể một cái video nào đó thầy sẽ tập trung thầy hướng dẫn cho các em cái phần um, cái câu hỏi dạng cái sơ đồ chuyển hóa đó và những câu hỏi này là những câu hỏi thầy đánh giá là tương đối khá là khó và nó khó tương đương như là một câu bài tập uh, về thầy sẽ có một cái video dành riêng để nói về phần đó cho các em ha và bây giờ nếu bạn nào xem video tới đây thì uh, nếu chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh cũng như là uh, cho thầy một like À, mũi lời, lời bình luận tích cực ha à, cuối cùng chúc các em có kỳ thi à, là học trung học phổ thông quốc gia sắp tới thành công và à, đạt được cái ước mơ của các em ha à, xin chào và hẹn gặp lại các em trong những video lần tới nha xin chào các em